bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cảm kích ân đức của chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật và chư Bồ Tát đã không nề gian khổ, quay chiếc thuyền từ bi trở lại thế giới ta bà để giáo hóa điều phục chúng sinh. Các ngài dùng đủ 84.000 pháp môn để tiếp dẫn những ai hữu duyên. Song mình chẳng những không hiểu tinh thần và tấm lòng từ bi hỷ xả của Phật Bồ Tát, lại còn quay lưng với sự giác ngộ, hợp cùng trần lao ngu muội, bỏ gốc theo ngọn, chẳng muốn chấm dứt sinh tử và thoát ra khỏi tam giới. Ai ai cũng biết rằng tam giới giống như nhà cháy, không phải là chỗ yên ổn. Tuy nhiên, chẳng ai muốn rời khỏi tam giới. Mặc dù biết rằng ở trong tam giới thì vạn phần thống khổ, nhưng ai cũng lưu luyến, chẳng muốn xa lìa. Họ sống một cách thản nhiên trong căn nhà lửa tam giới, chẳng lo âu, sợ hãi, lại còn cho là vui vẻ, sung sướng. Chư Phật Bồ Tát hết lòng thuyết pháp dạy dỗ chúng sinh, khiến quay về đường ngay nẻo phải. Tiếc thay, chúng sinh vì không hiểu được tâm niệm của chư Phật Bồ Tát nên nghe mà như không hiểu, nhìn mà như không thấy, coi là giảng của quý ngài như gió thoảng qua tai, chẳng để tâm ghi nhớ, vẫn cứ vật vờ, sống say, chết mộng, giống như cái thây biết đi hay bị thịt biết chạy vậy. Tuy là tu đạo nhưng họ không biết tìm cầu con đường giác ngộ chân chính. Vậy, nếu muốn tìm cầu con đường dẫn tới sự giác ngộ chân chính thì tìm ở đâu? Vô cùng đơn giản, chỉ cần đừng hướng tâm ra ngoài để truy đuổi, mà hãy đi ngược lại sự mê lầm, quay về với sự giác ngộ. Từ cảnh giới mê muội mà quay trở lại, đó chính là giác ngộ. Nếu vứt bỏ được tà niệm, quay về với chính niệm, thì chúng sinh có thể trở nên giác ngộ, khai mở đại trí huệ. Tuy nhiên, chúng sinh không muốn hồi đầu, quay về, mà cứ muốn trôi nổi trong biển khổ sinh tử, vĩnh viễn đánh mất đường đạo chân chính, rồi lại cho rằng hành động như thế là rất chính đáng. Như vậy không phải là điên đảo sao? Trước tình huống ấy, chư Phật Bồ Tát cũng không còn biện pháp gì để làm cho chúng sinh được xa lìa cảnh khổ, hưởng sự an vui nữa cả. Vì sao? Vì chúng sinh còn mê muội, quá ư mê muội, chưa tỉnh ngộ. Giảng về đạo lý giác ngộ thì điều nào cũng xa lạ đối với họ, mà nguyên nhân là bởi các thói hư tật xấu tích tập nơi họ đã quá sâu dày. Các tập khí ấy đè lên trí huệ, che lấp trí huệ, vì thế họ không thể nhận thức và phân biệt rõ ràng điều gì đúng, điều gì sai, đâu là chính, đâu là tà, thứ nào là thật, thứ nào là giả được. Nếu biết được cái chân thật thì nên vứt bỏ cái giả dối đi. Vì sao chúng sinh mê muội? Chính là vì không có trí huệ chân chính, nên tới đâu cũng va phải vách, đụng phải tường, gặp trở ngại, không được suôn sẻ, không va vào tường phía đông thì cũng đụng vào tường phía tây, phía nam hoặc phía bắc. Ở giữa có lối trống thì không đi, cứ sồng sọc đâm đầu vào tường đến nỗi máu chảy đầy mặt mà vẫn không biết hồi quang phản chiếu, không biết lấy trí huệ để soi sáng tự tâm. Chư Phật Bồ Tát tận tình chỉ dạy, thuyết giảng nhiều pháp bảo, tam tạng 12 bộ kinh, thế mà chúng sinh vẫn thờ ơ như không nghe, không thấy, để phụ lòng từ bi của các ngài, khiến cho các ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì sao các ngài lại mệt mỏi? Vì cảm thấy chúng sinh khó độ, chư Phật Bồ Tát hao tổn biết bao tâm huyết, mà chúng sinh vẫn trơ như gỗ đá, không chịu sửa đổi, không chịu tu hành, không chịu giữ giới. Tuy chúng sinh khó cứu độ như vậy, nhưng chư Phật và chư Bồ Tát vẫn không nản lòng, dù khó độ, quý ngài cũng vẫn độ. Không những thế, quý ngài còn từ bi muốn cứu độ khắp hết tất cả chúng sinh. Ân đức này chúng ta làm sao báo đáp? Địa Tạng Bồ Tát từng phát nguyện rằng, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là, địa ngục chưa chống thể không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lời nguyện này thật vĩ đại biết bao. Mình hãy nghiền ngẫm ý nghĩa của lời nguyện ấy, không cần phải xem kinh điển, chỉ nghe qua lời nguyện thôi, mình cũng đã nên cảm tạ ân đức của Địa Tạng Bồ Tát, phải đau lòng khóc lớn cảm tạ sự quan tâm che chở của chư Phật Bồ Tát dành cho mình. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là do chư Phật Bồ Tát trong vô lượng kiếp
đã xả thân bồi đắp, chúng ta nhất định phải phát tâm bồ đề rộng lớn, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, như thế mới có thể báo đáp được phần nào ơn của chư Phật, ơn của chư Bồ Tát, ơn của cha mẹ, ơn của sư trưởng và ơn của trực. Mình phải làm sứ giả cho Đức Phật, phải phát tâm từ bi thay Phật mà tuyên hóa, tuyên dương chính pháp, giáo hóa chúng sinh và cứu nước cứu dân một cách có ý nghĩa. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải giữ lòng từ bi, có tinh thần chính nghĩa và sẵn sàng đem hết sức lực của mình, dù nhỏ nhoi đến đâu, để hoàng dương Phật Pháp, để tuyên đạt bổn hoài của chư Phật. Vì sao thành Phật rồi mà Đức Phật vẫn không quên chúng sinh, lại phát nguyện muốn cứu độ chúng sinh? Là vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật, chẳng qua là chúng sinh chưa tự biết được điều đó mà thôi. Do bị tham, sân, si, vô minh, phiền não, vọng tưởng vân vân che lấp, nên trí huệ chân chính của mình không thể hiện lộ được. Vì lẽ đó, chư Phật Bồ Tát mới đến để chỉ bày cho mình phương pháp khai ngộ. Nếu mình có thể nương theo giáo pháp của Ngài chỉ dạy mà tu hành, thì nhất định mình sẽ khai trí huệ. Cho nên, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải biết cảm kích ơn của chư Phật, cảm kích ơn của chư Bồ Tát, cảm kích ơn của cha mẹ và cảm kích ơn của sư trưởng. Trong vũ trụ của chúng ta thì tam tài, tức là trời, đất và con người đều có giá trị như nhau, cho nên mình chớ lãng phí giá trị của sanh mạng. Đó là tư tưởng mà kẻ làm người cần phải có. Chúng ta cần phải thấu hiểu bổn hoài cũng như hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát, bởi có như thế thì mới không uổng phí được làm kiếp người. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 9 tháng 7 năm 1983. Làm thế nào để có được trí huệ hơn người? Chúng ta phải mượn cái giả để tu cái chân thật, phải học hỏi trí huệ hơn người và thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát. Vì sao có thể đạt tới chỗ trí huệ hơn người? Làm sao có thể đạt được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt là vì khi còn ở nhân địa thì chư Phật Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một cách nghiêm túc chân thật và lúc nào cũng giữ giới hết sức cẩn thận. Bất luận lúc nào các ngài cũng tự mình nêu gương đi đứng nằm ngồi đầy đủ oai nghi. Đối với chúng sinh thì các ngài không ngại vất vả, sẵn sàng hy sinh, chẳng tiếc thân mạng, mà tuyệt nhiên không bao giờ tự quảng cáo hay khoe khoang công đức mà các ngài đã làm vì lợi ích của chúng sinh. Đó là vì các ngài xem cứu độ chúng sinh là bổn phận và trách nhiệm của các ngài. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tư tưởng thi ân bất cầu báo, giữ nhân bất truy hối, nghĩa là ban ơn không mong đáp, cho rồi không hối tiếc. Đồng thời đều có hành vi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, có lòng nhân từ bao la đối với kẻ không có duyên với mình, thấy mọi loài là cùng một thể với mình. Chính nhờ tu hành như vậy nên các ngài mới được trí huệ hơn người và đạt thần thông khó nghĩ bàn. Mình thường xuyên nghe giảng kinh thì cần phải suy gẫm, tiêu hóa các nghĩa lý thì mới có ích. Bằng không thì nghe kinh tuy nhiều nhưng lại chẳng lãnh hội được những đạo lý trong kinh. Có nhiều người thậm chí đem các nghĩa lý của kinh mà đặt đằng sau ót, chẳng nghiên cứu, chẳng suy gẫm, rồi bị chỉ dùng con quỷ tinh danh, con sâu lanh lợi của riêng họ nên gây ra đủ chuyện hồ đồ, điên đảo. Làm điều sằng bậy như thế tức là họ không có hiếu với chư Phật và chư Bồ Tát, là bất hiếu với tổ tiên, cha mẹ và sư trưởng của họ. Thế thì chúng ta phải như thế nào? Phải hành trì Phật Pháp một cách đàng hoàng, chân thật, không được lười biếng trễ nải, không được phóng dật, buông lung, ở đâu cũng cẩn thận, lúc nào cũng thận trọng, và phải luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, nghiêm thủ giới luật. Đó là những điều kiện tất yếu mà người tu đạo phải tuân theo. Nếu chúng ta có những tập khí, thói quen không chính đáng, thì nhất định phải sửa đổi. Có khuyết điểm mà không chịu sửa đổi, còn che đậy, đó chính là trợ trụ vi ngược,
nghĩa là giúp vua chủ làm những điều tàn ác bạo ngược. Đời nhà Ân, vua chủ vốn là một vị hôn quân vô đạo, cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác, tức là người ấy trở chủ vi ngược. Trong số những người tu đạo cũng có chủ vương, đó là ai? Chính là ma vương. Thấy Phật pháp trở nên hưng thịnh thì ma vương rất khó chịu, bèn dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại Phật pháp, nhiễu loạn đạo tràng. Thế các bạn có đạo tràng thì ma vương tới quấy nhiễu đạo tràng. Nếu các bạn không có đạo tràng thì ma vương sẽ quấy nhiễu thân tâm các bạn, làm cho các bạn thân không an, tâm không ổn. Một khi thân tâm các bạn điên đảo thì các bạn không thể tu hành, có thứ lớp theo như giáo pháp được. Đó là cách phá hoại trực tiếp. Còn cách phá hoại gián tiếp của ma vương là lợi dụng đủ thứ cảnh giới để dẫn dụ, mê hoặc, làm cho bạn không còn định lực, thần hồn điên đảo. Vì chúng phải độc kế của ma vương nên các bạn mất chân tâm tu đạo, đến khi hối hận thì đã trễ. Do đó, người tu đạo tâm cần yên định, vững chãi như núi Tu Di, dù gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng không động tâm. Khi ấy, ma vương đành bó tay, chỉ còn cách quăng giáp, tháo chạy mà thôi. Ha ha ha, 问什么的说